Ok, hello, xin chào tất cả anh em nha. Đang định đi ngủ mà nhìn lần quần nhìn cái lon anh em. Đó, nó nhặt được cái ngọc bội may mắn ba, vãi thiệt. Quá chấp anh em ơi, tầm này cho ông Thiếu Lâm khải mang là đánh quá ok anh em ơi. Giao dịch cho Thiếu Lâm à. Đang định đi ngủ anh em ơi, tầm này gần 1 giờ sáng rồi. Sau cái buổi livestream Khải đang định setup Khải làm video á. Giờ nhìn lại thấy được may mắn ba vãi thiệt. Quá ngon anh em. Rồi đưa Thiếu Lâm cày luôn anh em ơi, quá chấp. Quá ngon này mày. Đó, anh em xem nha. Đó, lần đầu tiên nhận được may mắn 3 này mày. Quá ngon. Khả đang tìm mua may mắn nữ 2 đến 3 nha. Anh em nào bán thì có bị em nha anh em ơi. Đang gần dây chuyền may mắn 2 đến 5. Anh em nào có thì cứ bị em nha anh em. 1 cũng được, 1 đến 5. Đó, quá ngon này mày. Khoe cho anh em một tí. Đó, được ngọc bội may mắn 3. Quá chuẩn luôn. Quá chất luôn anh em ơi. Quá đẹp. Rồi quá chắc này mày. Rồi đó, được mười mấy ba này mày. Còn ở đây lưng, đây lưng này cho ạc mang được này, dày nữa này. Đó, ui, áo phục hồi 540 không phục hồi này mày, ngon vãi. Còn được gì nữa không? Do đồ Khải đỡ trong rương nè, Khải không có sôi. Rồi được gì nữa không? Ui, nón cái lôi 14 ngon này, số lượng 139 thì. Rồi bao tay nữa này, 21 cho ngày mì. Giờ mới soi rương đồ em, Khải auto đỡ trong rương á. Giờ chón, nón. Rồi hết mấy ạc kia thì được gì không? Giờ nón làm chậm, vũ khí kháng độc. Ôi, Thiếu Lâm chưa mở rương à? Vãi nồi. Ê, được một cái nón 40 rồi em. Cho anh em xem nó 40 này, Thiếu Lâm nhận được nó 40 này. Rồi. Quá ngon này mày. Này đánh boss họ đây. Nó 40 này. Một nó 40 này, quá ngon. Còn ngày mì được gì không? Khả mới cho vừa thành để giao dịch anh em, được hay bó hết lại thử trong xe được gì nữa. À da, đây. Này được nó 40 này. Đó, Thiếu Lâm được nó 40 nha. Ngọc bội này thiên nhẫn mang được này anh em. Cắn độc 14. Nỗ lực 75, sức mạnh 3. Được 2 món rồi này. Làm bật vào nghe mi xem. Trong rương thì không có gì. Rương hàng mới soi. Không có gì gọi là VIP. Không xì đa rồi. Quại khác rồi. Quại khác rồi, nghe mi rồi. Nghe mi thì đây, Khải được cái đai lưng 24 này. Trong đồ bên này cảm giác rất nó có vẻ đẹp hơn bên kia một tí, đẹp hơn xem cũ một tí. Nó dậy khăn lôi 15, dậy khăn độc áo 30, sức lực sida, nhẫn sida luôn, nón sida luôn 530. Rồi được bao tay 540, chả được gì. Ok hết rồi. Ok nên bây giờ clip Khải sẽ tạm dừng ở đây nha mày. Nói chung là bói được cái ngọc bội may mắn 3 này mà cho Thiếu Lâm mang này anh em. Đó. Đó. Kiếm một set mang đẹp anh em. Rồi quá đẹp luôn. Ok anh em đang xem thì cho một like, chia sẻ dùm video ủng hộ nha anh em ơi. Ok bye bye anh em. Quá ngon.